Chào mừng các bạn quay trở lại với channel Little Candy. Sáng nay thì hai vợ chồng mình sẽ đi tham quan thử cái chỗ mà gần cái hotel mình ở, nó có một cái thác nước. Thì không biết là bây giờ cái con đường đó người ta có mở hay chưa. Bây giờ hai vợ chồng mình sẽ đi tham quan thử cái thác nước có tên là King Canyon Waterfall. Đây là một cái thác nước nằm ở ngay Carson City và cũng rất là gần ở cái hotel mình đang ở. Gần cái hotel Hartman House này chỉ cách có 8 phút chạy xe thôi, rất là gần luôn. Thì bây giờ mình không biết là người ta đã sửa cái con đường đi tới cái thác nước đó hay chưa. Bởi vì khi mà mình đọc thông báo ở trên internet á, thì con đường dẫn tới cái thác nước đang được sửa chữa để cho mới hơn và dễ đi hơn. Do đó đó thì mình chưa có biết được cái update của người ta như thế nào. Mình muốn đến đó để xem thử, biết đâu là con đường sửa xong rồi thì mình có thể đi tới tham quan được thác nước. Còn không thì chắc mình phải đợi tới dịp khác. Mà mình nghĩ chắc là cũng khá là tiếc nếu như mà không được xem thác nước lần này. Bây giờ là chỉ có hai vợ chồng mình đi thôi. Tại vì cái chỗ này á, mình không biết là nó có khó đi hay không. Nó là thác nước mà chưa đi bao giờ. Thì hai vợ chồng mình đi khám phá thử, nếu như mà nó ok thì lần sau có thể dẫn cả nhà, có con nít và người già đi theo cũng được. Còn bây giờ thì chỉ hai vợ chồng mình khám phá trước một bước. Bên đây là trường học. Hôm nay thì mọi người đi học, tuy là ngày thường nhưng mà mình đi chơi. Ở đây đẹp quá à, giống như trong phim vậy. Wow, đẹp quá chừng luôn. Theo lời của GPS thì cứ đi mãi cái con đường này thì thế nào cũng sẽ tới một cái chỗ parking lot để mình đậu xe vào. Và từ parking lot mình sẽ bắt đầu đi theo cái con đường mòn để đến được cái chỗ thác nước đó. Theo những gì mình biết thì cái thác nước này nó chỉ là một cái thác nước nhỏ thôi, nằm trong cái khu vực núi của thành phố Carson. Nó không có bự như là những cái thác nước ở Yosemite hay là những cái thác nước ở những chỗ khác, mà nó rất là khiêm tốn ở trong một cái hẻm núi. Và từ cái đường ở ngoài để đi cái trail đi vô cái thác nước đó nó chỉ có khoảng 1 mile, và tổng cộng cái đường đi và đường về thì cũng hơn 2 miles một chút xíu. Như vậy thì nó cũng không phải là xa lắm, và người ta nói đó là nó cũng không có khó đi đâu, rất là dễ đi và có thể dẫn theo con nít hoặc là người lớn đi cùng. Đường lên núi thì vẫn có nhà ở hai bên, tuy nhiên á thì nhà cách xa nhau chứ không có mà san sát. Và những cái ngôi nhà này thường rất là to, bự và chắc chắn, nhất là cái mái đó người ta làm rất là tốt luôn. Tại vì khi tới mùa tuyết mà rơi xuống á thì nó sẽ tạo cái áp lực rất là nặng ở trên cái nóc nhà. Do đó cái nóc nhà là cái điều mà quan trọng nhất khi mà xây nhà ở những cái khu vực mà có tuyết. Lại theo lời GPS thì mình sẽ bắt đầu quẹo vào cái con đường nhỏ xíu xíu này nè. Thì khi mà quẹo vào cái con đường này chạy thêm một chút nữa thì GPS ngưng, có nghĩa là mình đã tới chỗ. Và mình không thấy một cái parking lot nào hết, ngoại trừ những cái đồ mà người ta đang sửa chữa, đang thi công. Có nghĩa là con đường vẫn còn đang làm, chưa xong. Bây giờ thì hai đứa mình không có tới được cái chỗ mà thác nước đó, nhưng mà thôi kệ, mình cứ đứng ở đây mình chụp hình đi. Cái cảm giác đứng ở đây giống như là leo được tới đỉnh mà Everest vậy. Tuyết phủ trắng xóa luôn. Còn không là đỉnh núi Fuji. Mặt trời lên này nè, mặt trời đây là hướng đông. Mặt trời mọc ở bên đây là hướng đông, vậy đây là hướng tây nè. Đông tây, nam bắc, vậy đây là hướng bắc. Đứng đây không cần la bàn luôn hết đấy chị ha, tại vì mình thấy được mặt trời. Wow, cảnh núi hùng vĩ quá.
tuyết ở đây cầm vô nó rất là mềm xốp, tại nó chỉ có tuyết thôi, còn mấy chỗ kia nhiều khi nó thành đá rồi, thành ra cầm vô nó còn hơi cứng. Ủa sao quay phim? Chạy đi quay xong vậy cắt. Hay chào đứng tự sướng. Ok. Ở đây tuyết không có ai đụng vô luôn á, tại vì không có ai. Tại vì construction người ta đang làm cái đường này để đi vô chỗ cái thác nước đó. Thành ra tuyết này còn rất là tươi mới, fresh snow luôn. Không có một dấu chân người trừ dấu chân của hai vợ chồng mình. Lạnh thiệt luôn á. Đây đẹp quá, cứ đứng đây quay hoài nhưng mà còn phải đi về rồi. Cái nón của mình. Cái nón của mình chụp hình nãy giờ cái giờ giống như là cái ban vậy, te tua luôn. Đứng đây mà ngắm mặt trời mọc chắc đẹp lắm nè. Tại vì hồi nãy là mặt trời nó đã lên cao rồi, thành ra mình không có thấy được cái cảnh mà nguyên cái mặt trời bự từ từ ở dưới đi lên, cái đó chắc là đẹp lắm luôn á. All season mà, này all season mà. All season nhưng mà nhiều khi nó còn không biết nữa. Kia chồng mình mới mua thêm di tích. Tại là tuyết lớn quá không biết lên tới kia là có chạy được hay không. Mà xe này mình cũng không biết, mình cũng không biết là phân người ta hơn mua đại luôn có và hơn không đi hết. Đây là cái di tích, hy vọng là lát nữa mình có thể xài. Ngồi đẹp quá chừng ha. Phía bên đây là nông trại bò. Bây giờ đó thì người ta đang thả bò ra để cho nó ăn cỏ. Những cái con bò này nè, nó chịu lạnh rất là hay, tại vì cái lông nó dày lắm. Bây giờ thì mình ra khỏi cái khu vực thành phố Carson rồi và đang bắt đầu lên núi để theo cái con đường này đi về nhà. Mình thấy là tuyết ở trên đường càng lúc càng dày hơn rồi đó. Bây giờ gia đình mình tới cái chỗ mà phải gắn cái dây xích vô trong bánh xe nè. Tuyết nhiều quá thành ra người ta bắt buộc là phải gắn dây xích vô cho nó an toàn. Giờ nãy là mình có mua sẵn rồi đó, nếu như không có mua sẵn là mệt đó. Bây giờ chồng mình sẽ gắn dây xích vô. Backwards, you gotta put the flat part against the tire. Yeah. Oh, am I on backward? Oh, backward, okay. Oh, okay. Oh, backward. Gắn ngược rồi. Mình gắn ngược. Không có cái người mà có kinh nghiệm chỉ á là mình sẽ gắn ngược và chạy nó hư cái bánh xe luôn. Thật sự là
gắn dây xích nó khó hơn mình tưởng rất là nhiều. Do đó thì hai vợ chồng mình đã quyết định nhờ người ở đây gắn giùm. Tại vì nếu như mà tự gắn thì không biết tới bao giờ mới xong. Cũng hơn gần 2 tiếng đồng hồ rồi lây quay với lại cái dây xích đó thì không nghĩ là sẽ xong được. Do đó phải cần người giúp thì mình chỉ trả cho người ta có 40 đồng thôi. Như vậy thì nó cũng đỡ cái công với lại cũng nó dễ dàng hơn. Người ta rất là nhiệt tình, người ta chỉ cho mình cách làm như thế nào luôn. Okay, turn your wheel towards me. You're wrapped on the axle somehow. Is that as far as it goes? There you go. Oh yeah. You got cut on your brake line. On a second. Thôi thì ở đây thì quay cảnh tuyết thôi chứ trong lúc chờ đợi người ta gắn thì không biết làm gì. Cũng có nhiều người nhờ những người chuyên nghiệp ở đây gắn lắm chứ không phải mình đâu. Tại vì lần trước á, lúc mà mình đi chơi á, thì có người thì không có người gắn giùm, mà hai vợ chồng mình gắn được thì cái loại dây xích nó dễ gắn. Còn lần này cái loại dây xích nó khác, nó khó gắn hơn. Do đó ông xã mình lây quay nãy giờ cũng không có gắn được á, rất là khó khăn. Ngay cả cái ông thợ này gắn mà ổng còn nói khó nữa, nói chi là người bình thường chưa bao giờ gắn, hoặc là lâu lâu mới gắn một lần. That's good. Good. You're good. You'll be good. So, what you want to listen for? Pull backwards. Just pull backwards, yeah. Đây không phải là con đường mà mình quay trở về nhà đâu, mà là con đường quay trở lại thành phố Carson. Lý do là vì mình vừa chạy được chưa tới 5 phút thì cái dây xích nó đã bị đứt. Và tại sao nó bị đứt? Tại vì hồi nãy ông thợ ông nói là thiếu hai phần, thì ông đã tìm cách ông ráng ông gắn cho mình để mình có thể chạy được. Nhưng mà ông nói là sẽ không có bảo đảm là sẽ chạy được suốt cái đoạn đường đó đâu, và mình phải lâu lâu mình xuống mình check lại coi cái dây xích nó có ổn hay không. Thì rõ ràng là chưa đầy 5 phút cái dây xích nó đã bị đứt hoàn toàn luôn, không có thể nào chạy được nữa. Do đó mình cần phải quay trở lại thành phố để mình mua một cái cặp dây xích khác gắn vào bánh xe thì ngày mai mới có thể đi về được. Bây giờ thì mình phải book lại hotel và mình ở thêm một ngày nữa, rồi ngày mai cả gia đình mới bắt đầu đi về nhà. Yes. I wonder is there any way you can check on the after hour? Because in the morning I don't think that's an issue, but after hour is an issue. Đi đây để coi, để quay phim con cá nè. Quay phim con cá hả? Đúng. Okay. Couple nights already. My team they walk by. Nhưng mà đó thì người ta sẽ luôn luôn cho mình súp trước. Đây là súp trứng. Yeah, like all the night time. Yeah, let's give you a good news, okay? Lát nữa mình ăn xong ra là chiếc xe này nó đóng tiếng trắng tươi. Yeah, wow. Chiếc xe khác xa quá. Chiếc xe đó nó bị tiếng ủi trắng tươi hết rồi. Rồi ăn đi để sắp tiếng tăng lớn. Yeah, my blizzard thing. Ăn đi để blizzard. I know. Right now I couldn't even see my rental car because I ran a white van and the snow covered up, so I have no clue where's my van at. Ông ngoại ăn sắp nóng rồi. I should get a hair dryer next time. Just blow everything off. Yep. Okay, cool. Thank you, man. Bye. Cái này là bụi đời. Cứ đi trước đi ha.
này là đi qua mặt trong tuyết. Wow, bữa nay tuyết vẫn còn nhiều. Tuyết vẫn còn đang rơi trắng xóa. Mình đang ở trên đường đi về và tình cờ phát hiện ra một cái khu nghỉ, giống như là không phải một khu nghỉ mà cái khu mà người ta bán đồ cho những người đi trượt tuyết đó. Thì mình đã tấp vào đây và quay phim cho mọi người xem cái khung cảnh mà mùa đông ở Mỹ như thế nào khi mà có tuyết rơi. Bây giờ là tháng 2 thì cái tuyết đó, nó cũng vẫn còn khá là nhiều ở trên núi, trên đường mà mình đi về. Khúc này thì mình cũng không biết là chỗ nào, hình như là Crowwood thì phải. Thì chỗ này đó mùa đông là có tuyết nè, rồi chạy xe cũng khó lắm, phải có dây xích. Thì hồi nãy á, ông xã mình mới gắn dây xích rồi, thành ra mình mới có thể đi về được. Còn không á là chắc phải quay trở lại giống như ngày hôm qua thôi. Chơi nữa kìa con, tranh thủ chơi đi. Một hồi về là hết chơi đó, tranh thủ chơi đi. Đây muốn nặng snowman không? Mami mày lên đây, mami mày nặng snowman á. Con gì vậy trời?